Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 2 trong quyển sách toán tập 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài Bảng Nhân 2. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 14. Trước khi bước vào bài học, chúng ta sẽ ôn lại một vài kiến thức cũ nhé. Cô có phép nhân 2 nhân 5. Cô mời các em hãy tính cho cô kết quả nhé. Vậy làm thế nào để tính được kết quả của 2 nhân 5? À, đúng rồi, chúng ta sẽ chuyển về phép cộng các số hạng bằng nhau. 2 nhân 5 có nghĩa là 2 được lấy 5 lần. Vậy chúng ta sẽ viết thành phép cộng các số hạng bằng nhau như sau. 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và kết quả của chúng ta sẽ bằng 10. Vậy chúng ta kết luận được rằng 2 nhân 5 bằng 10. Và qua đây cô có một câu hỏi đặt ra. Tại sao chúng ta không tính và nhớ kết quả bảng nhân giống như bảng cộng, để chúng ta không phải chuyển phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau, rồi sau đó mới nêu được kết quả của phép nhân? Và để trả lời cho câu hỏi đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen với bảng nhân 2 nhé các em. Bây giờ chúng ta sẽ tính các tích trong bảng nhân 2. Quan sát chúng ta sẽ thấy một nhóm có hai khối lập phương. Và tương ứng như vậy chúng ta sẽ nói là 2 được lấy 1 lần. Ta có phép nhân 2 nhân 1. Tiếp theo có hai nhóm, mỗi nhóm có hai khối lập phương. Ta nói 2 được lấy 2 lần và ta có phép nhân 2 nhân 2. Tiếp theo có 3 nhóm và mỗi nhóm có 2 khối lập phương. Ta nói 2 được lấy 3 lần. Ta có phép nhân 2 nhân 3. Vậy 2 nhân 1 bằng bao nhiêu? 2 nhân 2 bằng bao nhiêu? Và 2 nhân 3 bằng bao nhiêu? Cô mời các em hãy tính kết quả cho cô nhé. Chúng ta có thể đếm hoặc dùng cách tính tổng các số hạng bằng nhau để tìm kết quả. Các em có thể tạm dừng bài giảng của cô lại để thực hiện yêu cầu này nhé. Sau khi các em đã tính được kết quả, cô trò chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả lại nhé. 2 nhân 1 bằng bao nhiêu? À, đúng rồi, 2 nhân 1 bằng 2. Tiếp theo, 2 nhân 2. Chính xác, 2 nhân 2 bằng 4. Vậy, 2 nhân 3. Đúng rồi, 2 nhân 3 bằng 6. Chúng ta có thể đếm khối lập phương, hoặc chúng ta có thể chuyển phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau. Vậy là chúng ta đã tính được kết quả của 3 phép nhân. Nếu như các em ghi nhớ được kết quả của các phép nhân này, thì chúng ta sẽ thuận tiện hơn trong việc nêu kết quả. Các em hãy đọc lại cùng cô nhé. 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 3 bằng 6. Chúng ta lặp lại nhé. 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 3 bằng 6. Từ việc tính các tích của 3 phép nhân này, chúng ta thấy được rằng nếu ta lập một bảng nhân và học thuộc thì sẽ biết ngay kết quả, không cần đếm, không cần tính tổng. Vậy thì cô trò chúng ta tiếp tục thực hiện nhé. Đến 2 nhân 4 thì sao nào? Các em hãy tính kết quả cho cô nhé. Và các bạn nhỏ này đã gợi ý cho chúng ta rằng chúng ta có thể đếm hoặc chuyển đổi thành phép cộng bằng cách tính tổng các số hạng bằng nhau. Và bao nhiêu bạn đã có kết quả rồi? 2 nhân 4 bằng bao nhiêu? Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi này nhé. 2 được lấy mấy lần? À, đúng rồi, 2 được lấy 4 lần. Và cô sẽ biểu diễn bằng các khối lập phương nhé. Mỗi nhóm có 2 khối lập phương và có 4 nhóm giống như vậy. Và ta nói rằng 2 được lấy 4 lần. Và dựa vào đây chúng ta sẽ viết được phép cộng các số hạng bằng nhau. Đó là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. Và kết quả chúng ta sẽ bằng 8.
Như vậy, 2 x 4 sẽ bằng 8. Như vậy, chúng ta đã biết được kết quả của 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8. Thế thì 2 x 5 bằng bao nhiêu? Cô mời các em hãy tính và đưa ra kết quả cho cô nhé. Chúng ta cũng đặt câu hỏi là 2 được lấy mấy lần? Và câu trả lời là 2 được lấy 5 lần. Và chúng ta sẽ dùng các khối lập phương để biểu diễn. Mỗi nhóm có 2 khối lập phương và có 5 nhóm như vậy. Vậy các em hãy viết cho cô phép cộng các số hạng bằng nhau và tính tổng luôn nhé các em. Và kết quả sẽ là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 bằng 10. Vậy chúng ta nói rằng 2 x 5 bằng 10. Như vậy, ở bảng nhân 2, chúng ta đã biết được 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10. Vậy thì 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10. Các em hãy tính và đưa ra kết quả cho cô nhé. Các em có thể bấm dừng video lại để thực hiện nhé các em. Khi nào các em tính kết quả xong thì các em hãy bấm tiếp tục để kiểm tra lại với cô. Vậy kết quả của các em là gì? Các em hãy xem nhé. 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Và cô giới thiệu với các em, đây là bảng nhân 2. Vậy chúng ta cùng nhau nhận xét về bảng nhân 2 này nhé. Các em hãy quan sát thật kỹ bảng nhân 2 và đưa ra nhận xét về thừa số thứ nhất cho cô nào. À đúng rồi, chúng ta thấy thừa số thứ nhất đều là số 2. Câu hỏi tiếp theo, các thừa số thứ hai trong bảng nhân 2 có gì đặc biệt? À đúng rồi, thừa số thứ hai, các số lần lượt theo thứ tự từ 1 đến 10. Tiếp theo, các em hãy cho cô biết các tích trong bảng nhân 2 có gì đặc biệt? Chúng ta hãy đọc các tích nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Các em đã nhận ra điều gì đặc biệt chưa? À đúng rồi, tích là các số đếm thêm 2 từ 2 đến 20. Các em đếm thêm 2 nào. 2 thêm 2 bằng 4, 4 thêm 2 bằng 6, 6 thêm 2 bằng 8, 8 thêm 2 bằng 10, 10 thêm 2 bằng 12, 12 thêm 2 bằng 14, 14 thêm 2 bằng 16, 16 thêm 2 bằng 18, 18 thêm 2 bằng 20. Và đây là một trong những lưu ý giúp cho các em nhanh chóng thuộc được bảng nhân 2. Cô nhắc lại nhé, trong bảng nhân 2, thừa số thứ nhất đều là số 2. Thừa số thứ hai, các số lần lượt theo thứ tự từ 1 đến 10. Và tích là các số đếm thêm 2 từ 2 đến 20. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bảng nhân 2 này nhé. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Và qua đây cô yêu cầu các em hãy học thuộc lòng bảng nhân 2 cho cô nhé. Các em hãy bấm dừng video lại, dành thời gian đọc lại bảng nhân 2 cho cô cho đến khi nào các em thuộc lòng nhé. Các em đã thuộc bảng nhân 2 rồi phải không nào? Bây giờ cô sẽ che một vài số trong bảng nhân 2. Các em hãy nêu kết quả cho cô nhé. Các em hãy đọc kết quả cho cô nào. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4,
2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Tiếp theo, cô sẽ che một vài số nữa nhé. Các em hãy đọc kết quả cho cô nào. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Và bây giờ cô sẽ che hết kết quả lại, các em có đọc được không nào? 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Có bao nhiêu bạn đã thuộc được bảng nhân 2 rồi? À, nếu bạn nào đã thuộc rồi thì cô có lời khen ngợi bạn đó nhé. Còn bạn nào chưa thuộc thì các em hãy cố gắng đọc lại thêm vài lần nữa cho đến khi nào thuộc lòng cho cô nhé. Và cô tin rằng các em sẽ thuộc nhanh thôi mà. Và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng bảng nhân 2 vào trong thực hành nhé các em. Bài tập thực hành số 1. Số. Trong bài tập này chúng ta sẽ dựa vào bảng nhân 2, điền các số phù hợp vào các dấu hỏi chấm. Trước khi điền số, các em hãy quan sát cho cô dãy số. Các số trong hình tròn của chúng ta có gì đặc biệt? Số đầu tiên là số 2, sau đó đến số 4, rồi đến số 6. Qua đây, các em đã nhận ra được điều gì? À, đúng rồi, các số đếm thêm 2, từ 2 cho đến 20. Và đây chính là tích trong bảng nhân 2. Vậy bây giờ, các em hãy thực hiện điền các số phù hợp vào các dấu chấm hỏi cho cô nhé. Các em đã điền xong chưa? Bây giờ, các em hãy xem cô làm bài nhé. 2, 4, 6. Vậy số tiếp theo sẽ là số 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chúng ta cùng nhau đọc lại nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Qua việc lập bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân 2, nếu như bạn nào học thuộc lòng được bảng nhân 2 thì điều đó thật tuyệt vời. Còn nếu như bạn nào chưa thuộc thì các em hãy ghi nhớ 3 phép tính cơ bản này cho cô nhé. 2 x 1 bằng 2, 2 x 5 bằng 10, 2 x 10 bằng 20. Bởi vì sao chúng ta phải cần nhớ 3 phép tính này? À, bởi vì dựa vào 3 tích trên thì ta có thể tìm kết quả của các tích khác. Điều đó làm như thế nào? Các em hãy quan sát nhé. Cô ví dụ 2 x 7 bằng bao nhiêu? Nếu bạn nào đã thuộc được bảng nhân 2 thì sẽ trả lời câu hỏi này rất nhanh. Còn bạn nào chưa thuộc thì sao nào? À, lúc đó các em chỉ cần nhớ phép tính 2 x 5 bằng 10. 2 x 5 bằng 10 có nghĩa là 2 được lấy 5 lần. Còn ở đây 2 x 7 thì 2 được lấy 7 lần. Chúng ta chỉ cần nhớ 2 x 5 bằng 10, rồi sau đó chúng ta sẽ cộng thêm 2, cộng 2 nữa, thì chúng ta sẽ được 7 lần. Và chúng ta tính 10 cộng 2 bằng 12, 12 cộng 2 bằng 14. Như vậy, 2 x 7 bằng 14. Như vậy, với cách này, nó sẽ nhanh hơn khi chúng ta chuyển thành phép cộng các số hạng bằng nhau và chúng ta cộng 7 số 2 lại, phải không nào? Tương tự như vậy,
2 nhân 9 bằng bao nhiêu? À đúng rồi, chúng ta đã nhớ 2 nhân 10 bằng 20. Vậy 2 nhân 9 chúng ta sẽ lấy 20 trừ đi một lần số 2. 20 trừ 2 bằng 18. Như vậy 2 nhân 9 bằng 18. Vậy qua bài tập này chúng ta thấy rằng việc ghi nhớ và thuộc lòng bảng nhân 2 lúc nào cũng có lợi thế hơn, phải không các em? Tuy nhiên, có những trường hợp mà chúng ta quên hoặc chúng ta chưa thể nhớ được thì chúng ta sẽ vận dụng 3 tích trên để tính kết quả của các tích khác nhé. Đến với bài thực hành số 2. Đố bạn các phép nhân trong bảng. Trong bài tập này, một bạn trong nhóm sẽ nêu một phép nhân bất kỳ trong bảng nhân 2 và các bạn còn lại sẽ đưa ra kết quả. Cô ví dụ, bạn gái này đưa ra phép tính 2 x 8 bằng bao nhiêu? Nếu như bạn nào đã thuộc được bảng nhân 2 thì sẽ trả lời nhanh rằng 2 x 8 bằng 16. Còn bạn nào chưa nhớ thì chúng ta sẽ làm sao? À, chúng ta có thể tính dựa vào tích của 2 x 5. 2 x 5 bằng 10. Sau đó chúng ta cộng thêm 3 lần số 2 nữa thì cũng có kết quả là 16. Hoặc chúng ta cũng có thể dựa vào tích của 2 x 10. 2 x 10 bằng 20. Sau đó chúng ta sẽ trừ đi 2 lần số 2 nữa thì chúng ta cũng có kết quả là 16. Vậy chúng ta thấy rằng việc học thuộc lòng và ghi nhớ bảng nhân 2 sẽ là một lợi thế nha các em. Và phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Trong phần luyện tập, chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1, số. Ở bài tập này, chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Các em hãy quan sát nhé, ở dãy số này có các số 2, 4, chấm hỏi, 10. Dãy số tiếp theo, 6, 8, chấm hỏi, 14. Dãy số tiếp theo, 10, 12, chấm hỏi, 18. Vậy các em hãy đưa ra nhận xét các dãy số này cho cô nào và chúng ta sẽ điền những số nào cho phù hợp vào các dấu hỏi chấm. À, rất dễ phải không các em? Chúng ta chỉ cần đếm thêm 2 thì chúng ta sẽ tìm được số liền sau, phải không nào? Ở đây là 2, 4 thì ở đây sẽ là 6, 8, 10. 6, 8 thì ở đây sẽ là 10, 12, 14. 10, 12 thì ở đây sẽ là 14, 16, 18. Các em hãy quan sát 3 dãy số tiếp theo nhé. 20, 18, chấm hỏi, 14, chấm hỏi. 16, 14, chấm hỏi, 10, chấm hỏi. 10, chấm hỏi, 4, 2. Các em hãy đưa ra nhận xét và chúng ta sẽ điền những số nào cho phù hợp vào các dấu chấm hỏi. À, chúng ta thấy rằng đây là các tích có trong bảng nhân 2 được đếm theo thứ tự từ lớn đến bé. Cũng có nghĩa là chúng ta đếm bớt đi 2 thì chúng ta sẽ được số liền sau. Và kết quả của chúng ta sẽ là 20, 18, 16, 14, 12, 16, 14, 12, 10, 8, 10, 8, 6, 4, 2. Vậy qua bài tập này thì chúng ta nhận thấy rằng đây là các tích trong bảng nhân 2 được đếm theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 2, tính nhẩm. Để làm được bài tập này thì chúng ta chỉ cần thuộc bảng nhân 2 thì chúng ta có thể nêu được kết quả một cách nhanh chóng nhé các em. Vậy bây giờ các em hãy bấm dừng video lại để có thời gian thực hiện bài tập số 2 này cho cô nào. Khi nào các em thực hiện xong, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại nhé. Các em đã thực hiện xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả lại với nhau. Hai
2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 4 bằng 8, 2 x 10 bằng 20, 2 x 9 bằng 18, 2 x 8 bằng 16. Như vậy chúng ta thấy rằng chỉ cần thuộc bảng nhân 2 thì chúng ta sẽ làm bài một cách dễ dàng, phải không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 3, số. Trong bài tập này chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các dấu chấm hỏi. Và ở bài tập này chúng ta cũng chỉ cần thuộc bảng nhân 2 thì chúng ta sẽ làm bài một cách rất dễ dàng, phải không các em? Vậy thì cô yêu cầu các em hãy bấm dừng video lại để có thời gian thực hiện bài tập số 3 này cho cô nhé. Khi nào các em thực hiện xong, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại. Các em đã thực hiện xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra bài lại nhé. 2 nhân mấy bằng 4? À đúng rồi, 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân mấy bằng 6? À, 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân mấy bằng 8? Chính xác, 2 nhân 4 bằng 8. 2 nhân mấy bằng 14? À, 2 nhân 7 bằng 14. 2 nhân mấy bằng 16? Đúng rồi, 2 x 8 bằng 16. 2 x mấy bằng 18? À, 2 x 9 bằng 18. Như vậy, ở bài tập số 3 này, cũng như bài tập số 2, chỉ cần chúng ta thuộc bảng nhân 2, thì chúng ta sẽ làm bài một cách rất dễ dàng. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động vui học. Quan sát bức tranh sau. Chúng ta sẽ điền số vào dấu chấm hỏi này nhé các em. 10 con vịt có bao nhiêu cái cánh? Quan sát tranh chúng ta sẽ thấy có tất cả 10 con vịt. Và để tìm số cánh của 10 con vịt, vậy các em hãy cho cô biết mỗi con vịt có bao nhiêu cái cánh? À đúng rồi, mỗi con vịt có 2 cái cánh. Và ở đây chúng ta có tất cả là 10 con vịt. Vậy 2 cái cánh được lặp lại mấy lần? À, có 10 con vịt, như vậy chúng ta nói rằng 2 cái cánh được lặp lại 10 lần. Vậy bây giờ các em hãy tìm cho cô phép nhân phù hợp để tìm số cánh của 10 con vịt nhé. À, bạn nào trả lời được rằng đó là 2 x 10 thì bạn đó rất giỏi nhé. Vậy bây giờ các em hãy nhớ lại bảng nhân 2. 2 x 10 bằng bao nhiêu? À đúng rồi, 2 x 10 bằng 20. Như vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là 10 con vịt có 20 cái cánh. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Nếu thấy video này bổ ích, các em hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học toán lớp 2 trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.